Hello cả nhà, hôm nay Huy làm một cái clip đi review bất chợt. Đây là một cái toilet trong một cái quán cà phê này. Một cà phê bất chợt ở trên đường Xuân Quang Vít hay sao ta. Hình như cái chỗ này là gần cái chỗ cái quán cơm cơm cua. Cơm cua mà Huy có review gần đó, men len, mấy cái hộp cơm rẻ lắm. Trong quán cà phê mà một cái ly nước nó mắc hơn cái hộp cơm nha cả nhà. Ở trên lầu này, nói chung là một cái quán cà phê bất chợt mà ở trong đó thì có cái vòi tắm. Với lại nói chung là có chỗ để tắm mà cái toilet thì không có chỗ, không có cái vòi rửa. Có một số đất nước là người ta không có dùng cái vòi rửa luôn á. Còn ở bên Thái Lan là thường thường là có nha. Nhưng mà cái quán này không có. Thí dụ muốn rửa thì là trong cái toilet nó có tắm luôn. Còn đây là một cái quán bán mấy cái ấy. Hơi tính làm clip quán xôi xoài nổi tiếng ở Thon Lo này cả nhà. Đây có rất là nhiều món ngoài xôi xoài. Cái gì về màu xanh lá cây, xanh da trời. Có nhiều cá lạ quá ha. Xôi đồ tùm lum hết coi này cả nhà ơi. Quán rồi quá đó. Mấy cái đồ nhỏ nhỏ tùm lum hết rồi. Cái quán này nổi tiếng á. Xôi xoài á. Huy đi nghe Huy thấy nhiều lần rồi. Mà hình như Huy chưa có ăn hay sao á. Quán này cũng nằm trong top luôn á. Dạng như top 10 xôi xoài nổi tiếng ở Thái Lan là ở đây nè. Giờ Huy ăn nữa Huy xỉu tại chỗ. Tại vì Huy no quá, Huy mua cái bánh rồi nè. Huy mới uống lấy cà phê nữa. Huy ăn cái phần sáng, hồi sáng mua 30 bạc thôi đó. Quá trời bánh rồi. Bánh màu sắc tùm lum đầy ngay á. Quán bánh đầy ngay. Happy birthday đẹp. Massage. Khu này là Thon Lo, khu ăn chơi của các bạn nam nữ á nha. Cà phê. Hồi bữa uống trà lavender mới ra nè. Cũng ngon. Cái chỗ đây nó hot cho nên rất là nhiều du khách du lịch tới để mua nè. Đó, quá trời nhiều người. Có bánh mít, bánh chưng, bánh dây rồi, tùm lum hết. Thì mới mua mấy cái mặt này giảm giá. Hồi nãy có mấy người Việt Nam đi ngang qua đây nè. Huy đang ở trạm xe BTS Thon Lo, trạm tàu lửa đó. Có những cái người bán ven đường này dễ thương kìa nè. Có bày biện ra bán giữa đường, rất là đáng yêu và có rất là nhiều món ăn đó nha. Chứ không phải là ồ có cái xe dễ thương quá ha. Ồ cái xe nhỏ đó lần đầu thì thấy luôn á. Lần đầu thì thấy cái xe nhỏ đó bên này luôn á. Trời ơi, đáng yêu quá, rất là dễ thương luôn.
xe này đáng yêu dữ ta. Tạm biệt chiếc xe dễ thương. Đó giờ ở mà đây mới là lần đầu tiên thấy một chiếc xe nhỏ như vậy dễ thương như vậy. Xe bus mà nó dàn như 16 chỗ á mọi người, mà nó y chang xe bus bình thường luôn. Huy đi ngang một cái shop, Huy thấy rất là dễ thương, Huy quay cho cả nhà xem. Cái shop này tên là Broccoli, người ta ghi a plain bus dining hall curated keeping in mind social consciousness, eco friendship and community. Đó, ở đây có mấy cái loại nước này. Number 1, beetroot, carrot, broccoli, pineapple, cà phê, vegan blend. Ý là bảo vệ trái đất á ha. Burger, salad, smooth. Huy thấy có mấy cái món ăn mà Huy hay ăn á, như là cái món trái sung á. Trái sung ăn rất là nhiều vitamin, take away, then for my baby. Còn cái menu của Huy đây nè, rất là nhiều món lạ lạ không à. Burger màu đen ngon lắm nha. Có món gì giống bánh canh quá ha, cao lao tôm yum nhiều quá ha, toàn là mấy salad đồ ngon quá ha, nhiều quá. Nói chung là cái quán này được quay cho cả nhà xem vậy thôi chứ không có vô. Ê, ở đây có Yodali Green Revolution in Bangkok, sẽ có cái hình yoga ha. Kombucha là cái món Huy hay review ha, hay uống ở nhà, cái lên men vi sinh vật á. Cà phê nè, tropical hydrate celery. Đó, cái quán tên broccoli nè, revolution. Thấy cũng đẹp là lạ ha, giữa đường rất là nhiều hàng quán ở cái khu này nha, khu Sukhumvit. Ở cái đường này Huy thấy có rất là nhiều cái chất mà ở bên đây người ta cho sử dụng á, mà ở bên đây người ta xây mấy cái quán rất là đẹp nha. Ví dụ ở bên đường này nha, đó hình cái lá đó, một quán này sát bên là một quán nữa nè, green. Mọi người nhìn nè, ở bên Thái là cái đường này nhiều lắm, green beach nè, đó màu xanh hòa bình nè, sát nhau không à, nhiều lắm nha cả nhà. Có mấy cái quán ăn truyền thống rồi, có cái đầm đẹp quá ha, nhiều quán quá. Ash Project nè, một cái quán này đẹp quá ha, nhiều đồ linh tinh dễ thương quá. Cái quán cà phê đẹp quá ha, mà không lẽ cái quán nào cũng vô đâu có được đâu, quay sơ vậy thôi cả nhà. Review ở trước quán cho cả nhà xem nè. Đó, shop operate Bangkok Natural Beauty Care and Workshop. Quá trời quá đất làm những cái đồ beauty care đẹp quá ha, sang trọng quá ha. Quá trời quá đất luôn, mắc tiền lắm nè. Sensitive skin. Khu này là người Tây nhiều, có ramen, rau rồi mấy cái quán Nhật Bản là tùm lum đó. Quán này là quán gì đây? Quý anh, quán đồ ăn Thái Lan hả? India Gate, quán đồ ăn Ấn Độ. Rồi trong đây có cái chỗ bán đồ, mấy cái đèn chùm đồ á cả nhà, nhiều đồ quá. Ô, đây cũng đèn chùm nữa nè, pha lê. Mấy cái đèn này mắc tiền lắm á. Quán đây là massage. Đó, ở bên đường nữa mấy cái quán cái chốc đó, cứ cách chút là có nè, thấy không cả nhà, nhiều lắm. Ở bên đây là gì á, mấy cái đường mà bán đây nữa. Trong đây có cái quán gì đẹp quá ha, đang ngồi đâm giữa đường nè, đục giữa đường. Nhiều clinic ở đây. Rồi người ta đang xây nhà, xây tiệm. Tàu điện ngầm chạy ở trên nè cả nhà. Xe buýt chạy dưới, taxi chạy dưới, xe đạp cũng có luôn nè. Người ta cũng mấy cái anh thợ hồ cũng làm nè. Rồi ở đây cũng có một cái chỗ bán than, cái hiệu đây cũng nổi tiếng của Thái Lan.
cái hiệu đây có nến rồi có mấy cái tinh dầu á, như là có skin care cosmetic nữa, cũng mắc tiền lắm mấy cái nến, mắc giá cao lắm tại nó sang trọng á cả nha. Tại vì gần Halloween rồi nên chỗ nào cũng bán đồ Halloween như là trưng bày. Còn 2 tuần nữa là Halloween. Cả nhà để chuẩn bị hóa trang gì cho Halloween đây. Có quán cà phê Bacamara nè. Halloween ở bên đây trang trí như thế này. Trong mấy cái mall nhỏ nhỏ giữa đường cũng nhiều lắm nha cả nhà. Mấy cái mall này là gọi là mấy cái mall giữa đường. Nó cũng có cái quán cà phê Beach B nè, Beeberry Thai. Nhiều mẫu mẻ cà phê sang trọng bắt mắt. Và nhiều quán hàng Tây đồ ăn rất là ngon, với lại những cái món hun khói hoặc là pizza, với những cái món cục thịt hoặc là cục phô mai rất là nhiều. Thịt cừu nè, White Cornish. Ở bên đây bán giờ, bán rượu là phải có giờ giấc đàng hoàng 12 giờ tới. Nhưng mà tách ra này thấy không, Bertha Love, we are allowed to sell alcohol from 11 a.m. to 2 p.m. and from 5 p.m. to 12 a.m. Đó, ở bên đây làm bán vậy đó, mở cửa vậy cho nhiều khi chưa tới giờ là không có ấy đâu. Đó, khu này cũng có nhiều thứ quá ha. Five Goods Company. Đồng hồ Longines này cả nhà. Đắt tiền lắm á, một cái như vậy là 100 triệu á, 154 ngàn này. Đó, 154 ngàn đó, một là hơn cả 100 triệu đó. Là 75 triệu rồi thêm bao nhiêu? 50 nhân 35 triệu nữa 101 triệu luôn á. Mấy cái quán này có bán mấy cái bộ đồ vest nè, rất là đắt tiền đấy cả nha. Đây Huy đang đi tới cái khu khác nữa là Home Accessory Lifestyle Pet Product. Thấy đẹp quá không? Đồ cho động vật nuôi trong nhà mà có đồ riêng của nó luôn á, đẹp quá không? Một cái shop thú cưng. Register now to get 10% off. 10% nếu mà đăng ký thẻ thành viên. Khu đậu xe ở bên Thái Lan. Xe Vespa của Ý nè cả nhà. Ở bên đây mấy cái xe này người ta cũng có đi đó nha, xe máy cũng có đi. Mà tốc độ nhanh hơn Việt Nam rất là nhiều. Ở bên đây nó có mấy cái mẫu mẻ đẹp quá không? Con rồng nè. Cái xe đang cái tinh tế đó ha. Mà con rồng người ta bị cái kiểu nó giống như vẽ bằng tay á. Nó có mấy cái loại xe nhiều loại lắm. Ở trong đây có cả xe con khối lớn này đó. Đó, xe của anh Tony Trí Nguyễn chạy á. Hồi xưa cái MV Trai Ngoan Cô Gái là Huy quay chỗ cái học đường của anh Tony Trí Nguyễn á. Là Huy gặp ảnh luôn á, Huy nói chuyện với ảnh. Ảnh ngồi chơi game trong nhà và cái chỗ đó là của ảnh. Và cái chị quay MV đó cho Huy là chị Nhung Khét, là bạn gái của mọi người. Đó, cho nên là Huy gặp anh Tony Trí Nguyễn là vì Huy tới cái chỗ đó Huy quay. Vậy là vì chị Nhung Khét là đóng chung phim với Huy trong phim Đoạn Hồn. Còn ở đây là một cái chỗ onsen Nhật Bản. Hồi xưa Huy có điều kiện hay đi ở đây lắm, nhưng mà giờ trong người không còn. Nhưng mà do hôm nay có chuyện buồn đi luôn. Và Huy hy vọng chuyện riêng của mình nó được lưu lót để vài ngày tới nó không có nhức đầu. Cái này là giờ mình là chỉ trông chờ vào cái chuyện riêng của mình thôi. Hàng cây. Ở trong đây có nhà hàng, nhà uống rồi nữa. Gần nhà Huy thì nó là chỗ mới hơn, còn cái chỗ đây thì nó cũ. Để dép vào đây hả ta? Khu vực bên kia là nhà hàng nha. Đó, mấy cái đồ người ta lưu niệm bán này, chục 700 ngàn con luôn á. 800 ngàn chứ, 1.009. Okay. Bữa nay bán mấy cái này nữa, giờ hot mấy cái đó, cái áo rồi nữa. Trong đây là tắm á cả nha, giống như hồi Huy đi review tắm, người ta kêu là mấy chị là nhìn Huy tắm rồi mê rồi đó, xong rồi nhìn tắm suối vàng rồi sao mà mắc tiền nha. Cái này tốt cho sức khỏe. Hôm nay Huy có chuyện buồn, những cái việc riêng của Huy, cho nên Huy mới đi tắm á. Dù trong người là không, giờ không lẽ nói ấy nữa, nhưng mà không, Huy đang chờ công việc riêng của Huy. Một số điều ở đây là có cái phòng ngủ nữa, tại vì Huy đang rất là buồn luôn á cả nha.
không có buồn mấy cái chuyện sức khỏe hay gì hết, mà buồn chuyện riêng nha. Đó, trong đó có phòng ngủ và lấy cái đồ tắm ở đây đẹp trai cho nè. Lấy cái khăn lạnh này. Lấy cái hello cả nhà. Nói chung là cái chỗ này là một cái chỗ mà lưu lại kỷ niệm ngày xưa của Huy, lúc mà Huy có điều kiện. Còn cái hôm nay là Huy không có điều kiện và Huy vẫn vào để ôn lại kỷ niệm có điều kiện của mình. Nhưng mà thiệt ra là Huy cũng rất là tiết kiệm, nhưng mà vì Huy không ngủ được, Huy không có dám uống thuốc, Huy sợ bị tác dụng phụ. Và Huy chi cái tiền này, nhưng mà thiệt ra tiền ăn Huy không dám ăn. Ăn mấy cái bánh còn lại cho đâu có review ấy. Nhưng mà cái tiền này Huy cũng không có dám nói bao nhiêu hết. Tại vì á, hồi bữa Huy đi review lúc mà Huy có tiền riêng á, cái tiền đó tiền riêng á nha cả nhà. Tiền mới đây nè, tiền riêng mà đi làm mấy clip đại gia á, rồi suối vàng người ta kêu là mấy cái chị vô coi gì đó. Thì nói chung á, Huy có nói cái clip kia là 750 bạc. Còn cái này là rẻ hơn, nhưng mà Huy cũng không dám nói. Cho dù có rẻ hơn nhưng mà cái chỗ này là lưu giữ kỷ niệm. Và thật ra Huy vào đây là Huy tắm rửa và này nọ là có gặp cái anh kia dẫn hai người con sinh đôi. Huy nhìn nó, ảnh xăm hết người luôn mà ảnh nhìn Huy. Nó ủa sao cái anh này đi hai người con mà nhìn mình, nhìn vô cái mặt mình liền vậy đó, giống như mới vô là nhìn liền. Cái nó ủa sao lại đây. Lúc đi ra Huy nó dẫn mấy cháu đi thì đó Huy có kể với mọi người đi xông hơi. Lúc mà xong rồi đi ra Huy nghe tiếng Hà Nội á, cho nên là Huy cũng ngạc nhiên, là vì người rồi Huy biết rằng là người Hà Nội và mấy anh chị cũng biết là Huy chắc là thấy Huy trên báo rồi đó, cho nên là Huy cũng, nhưng mà mấy cái em nhỏ nó cười với Huy. Nhà hàng á, đồ ăn rất là healthy, đồ ăn rất là đầy đủ dưỡng chất và sức khỏe, rất là nhẹ nhàng, đồ ăn Nhật á, và có cả những cái món mà Huy đã review trong đây nhiều lần rồi. Và hôm nay thì Huy không có ăn ở trong này tại vì nó mắc tiền mà Huy không có còn nhiều. Huy ăn cái bánh hồi nãy mua ở đường này 30 bạc thôi. Không có nên ăn đường thôi, nhưng mà cắm mì đen một chút cũng ngon. Cái này hồi sáng mua nhiêu ta, 20 bạc thôi hay 30, 20 á. Mà ở bên trong có có đậu xanh. Người Huy không có ngủ mà Huy cứ đi review hoài, Huy sợ á. Cho nên là mà Huy mệt quá Huy phải chi tiền vô đây, cho dù có cần hết tiền Huy cũng vẫn phải chi vô để ăn, để ngủ được á. Hai chục bạc là có 15 ngàn mà rẻ đúng không, là xong quá trời. Chuyện này cũng giống như xôi bắp vậy á, mà chị đây làm ngon ghê.
cái bột mềm. Thịt rang Huy ăn nghe cũng được, cũng đầy đủ dưỡng chất, tại vì cái này nó tốt cho người mỡ trong máu lắm á. Đậu xanh mà, đậu xanh là giá, giá đổ rất là tốt cho mỡ trong máu. Đậu xanh thì nó cũng chưa có lên thành giá nhưng mà nó cũng là cái hộp này. Ăn vô người nó có nở ra cái cọng giá trong đó. Hồi nhỏ nuốt hột dưa hấu ăn cái gì sợ nó mọc cây lên đầu. Hồi nhỏ ngu rồi thôi, ai hù gì là sợ, nói gì là nghe. Sao giờ còn ngu ta. Hồi nãy á, lúc vô tắm trong đó là phải cởi đồ hết. Cái anh kia ảnh dẫn hai người con sinh đôi, tự nhiên ảnh xăm hơn đài người mà lúc mình vô ảnh nhìn thôi, ảnh nhìn cái mặt thôi như nè, xong rồi thấy ảnh đi hai người con mà sao ảnh nhìn thôi. Cái lúc đi ra đang dần hai cháu đi sông hơi, có chị vợ nữa sao mà không có thấy. Ôi không có thấy, hơi nghe cái tiếng Việt Nam. Trời ơi, hèn gì hồi nãy ảnh nhìn. Mà hồi nãy trước đó là cũng có một bé đi ngoài đường á, nhìn Huy là do mấy đi chung mấy anh nào, xong rồi chắc mấy anh đã nói là nó hơi, xong bé nó quay lại. Mà đi đang đi giữa đường thì sao đằng đó nó quay lại này, nhìn. Xong mấy anh đã kéo kéo để cho Huy đừng có ngại đi, ngại nó cỡ đồ á. Hay là kéo kéo giữa đường là để cho bé đó đừng có bị xe tông. Mà nói chung là hôm nay Huy đi gặp người Việt Nam cũng nhiều, mà người ta cũng nhìn là cũng ý là thiệt ra là không phải ngày hôm nay không đâu, mấy lần trước cũng vậy. Nhưng mà lâu mà Huy hiếm ra đường lắm, Huy hiếm ra đường nhiều quá, Huy mệt đó, lâu lâu mới ra. Mặc dù Huy vẫn đi quay qua nhưng mà mấy cái chỗ du lịch Huy ít đi lắm. Nhưng mà hôm nay là đi cái khu người Việt Nam sinh đi nhiều, người ta ở trong này cũng có người Việt Nam vô luôn á. Thường thường thôi đi review mấy cái chỗ người Việt Nam ít lui tới, mấy cái chỗ đồ giá sỉ này nọ đồ á, hoặc là mấy cái nơi nó không có. Huy hay đi review mấy cái nơi nó không có gì đặc sắc hết á, nhưng mà Huy thích. Tại mấy cái nơi đặc sắc Huy đi hết rồi. Huy mệt quá đi không có ngủ được luôn á mọi người. Con mắt Huy nó đã lòm này đó, thấy không? Huy phải chi tiền vô đây để Huy xong hơi, ráng ngủ trong đó, còn không thì về nhà cho Huy mệt quá mọi người. Cái này Huy tiết kiệm ăn đó nha, chỉ có 15.000 thôi, không có ăn trong nhà hàng. Tại vì hôm nay thì ra đi cái này cũng có lý do, là do mỗi lần mà Huy ăn uống hay là Huy đi những cái nơi mà nó ngon ngon chút quá, thường thường là những cái lúc đó Huy đang có chuyện buồn, Huy bị đối xử như thế nào đó là Huy buồn lắm, là Huy thường chi tiền để Huy đối đãi lại cái bản thân đỡ mình, cho mình đừng có buồn đó. Thật ra thật sự là đó là cái điều Huy chia sẻ với mọi người luôn. Nhưng mà tính Huy cũng thích những cái nơi heo thì chứ Huy cũng không có lấy cái đồ, cái tiền để mà Huy đi chi vô những cái nơi mà chơi game hay là những cái nơi mà để vì một cái mục đích nó ấy.
một cái đích mình không muốn nói ra, nhưng mà nói chung là có những người kêu Huy vô chơi mấy cái ấy để cho nó bớt ấy, nó bớt stress á, mà Huy đâu có dám chơi, tại vì Huy yếu lắm, Huy chơi là ấy, Huy chỉ muốn ăn chơi heo thì có tiền là Huy vô đây để Huy có cái sức mà Huy kiếm một cái đầu óc để Huy suy nghĩ ra một cái đường lối nào đó để mà cứu bản thân mình, chứ không ai cứu mình được đâu. Huy nói thật, cái này là Huy nói thật nha mọi người. Nhưng mà nó cần phải có cái thời gian và nó cần phải có, nhưng mà giờ thời gian gấp rút quá, Huy không có nghĩ được cái gì. Nhưng mà Huy sẽ gặp mấy anh kia, tại vì mấy anh kêu Huy xuống Pattaya, nhưng mà Huy mệt quá, Huy phải đi vô đây trước. Và thật ra vào đây là Huy rất là mệt, Huy mới vào đây, Huy không có thể làm gì khác được, là không còn cách nào khác mà phải chi tiền để bảo vệ sức khỏe của mình, chứ Huy không có chi tiền để ấy. Mà thật ra Huy có trước cái này Huy có đi gặp một số chuyện á, cho mà Huy cũng rất là may mắn, Huy chưa có ấy, mà nói chung Huy không có tâm sự được. Và Huy vào đây là Huy ngủ được, Huy ngủ được tới tối luôn á, Huy tắm được có chút xíu à, chứ Huy ngủ và Huy không, Huy nói chung là Huy giao đi đây Huy mới làm được cái clip tích cực á, ban đêm á Huy mới khỏe được á, chứ không phải là Huy khỏe được gì đâu, tắm xong Huy đông khỏe lắm. Hello. Và thế là một ngày đã trôi qua, Huy đi lang thang ngoài đường và mệt quá không ngủ được, cũng không muốn về nhà, phải đi tới chỗ sức khỏe và cũng không có dám review được bao nhiêu tiền, tại vì Huy đang hết tiền mà Huy đi cái này nữa là có chuyện. Nhưng mà không sao, Huy không có nói cái giá ra nhưng mà đảm bảo rẻ hơn cái chỗ có bữa. Và cái chỗ đó là kỷ niệm ngày xưa của Huy, và Huy đi thì có rất là nhiều người làm quen Huy, mà Huy cũng rất là buồn, nhưng mà không sao hết. Mình cứ cố gắng mỗi ngày một chút thôi. Và hôm nay là Huy sẽ gửi lại cho cả nhà những cái kỷ niệm đó. Không trai chạy để làm quen.